ngày 11 tháng 1, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra, xác minh vụ 3 chiếc xe bị mất trộm ở 3 địa điểm khác nhau được 3 đối tượng mang tới địa bàn thành phố Dĩ An để tiêu thụ. Trước đó, một người phát hiện trên mạng xã hội có đăng bán chiếc xe máy giống hệt chiếc xe của mình bị mất cách đây 3 năm tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nhưng gắn biển số khác nên giả vờ hỏi mua, đồng thời hẹn địa điểm xem xe. Người này đã liên hệ nhờ nhóm hiệp sĩ hỗ trợ và hẹn xem xe ở khu vực phường Bình An, thành phố Dĩ An. Chiều 10 tháng 1, người đàn ông bán xe đi cùng với 2 người đàn ông khác, mỗi người đi một xe SH1 cũng đang cần bán. Tại đây, nhóm hiệp sĩ giả vờ xem xe, kiểm tra số khung số máy thì xác định đây chính là chiếc bị mất ở thành phố Thủ Đức cách đây 3 năm, còn biển số đang gắn trên xe là biển số giả. Lúc này, nhóm hiệp sĩ âm thầm báo công an phường Bình An tới hỗ trợ, bắt giữ người bán xe. Ngoài ra, 2 chiếc SH1 mà 2 người đàn ông kia đang cần bán cũng gắn biển số giả. Qua xác minh nhanh, một chiếc bị mất ở phường An Phú, thành phố Thuận An, còn một chiếc bị mất ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Sau đó được các đối tượng gắn biển giả, làm cà vẹt giả rồi giao bán trên mạng. 3 đối tượng cùng 3 chiếc xe máy tăng vật sau đó được đưa về công an phường Bình An để đấu tranh lấy lời khai, mở rộng điều tra.